Xin chào các bạn, mình đã trở lại rồi. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một video clip review về những cái loại son tint, có nghĩa là son nước. Son này nó rất là tự nhiên, nó rất phù hợp với những cái bạn gái nào thích trang điểm tự nhiên hàng ngày. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ hơn về ba loại son mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Son mà mình có từ thuở sơ khai, là cái thời mà mình chưa biết trang điểm là gì đó. Đó là cây Tawny Tint của Tawny Moly. Thì đây là cây son của nhãn hàng Hàn Quốc. Và nhắc tới Tawny Moly thì thiết kế của nó rất là đơn giản. Các bạn có thể thấy là nó là một cái dạng thỏi thanh như thế này. Và mình sử dụng cái tông màu số 1 là cái tông màu hồng Cherry. Cái son Tawny Tint này nó có dạng là son nước. Và khi các bạn đánh lên môi thì cái màu hồng của nó rất là nhẹ nhàng, và cái độ đậm nhạt là tùy ở các bạn đánh. Nó là dạng nước nên nó rất dễ đánh lên môi, và cái màu hồng thì rất là tự nhiên. Lúc mà mình liếm lại cái môi mình thì mình thấy nó giống như là một cái mùi rượu hay là một cái vị rượu, nó hơi đắng đắng một chút. Tại điểm nhỏ thôi là mình không thích cỡ cái son này, đó chính là khi mà các bạn vặn thì cái đầu vặn của cái son này nó rất là dễ bị hở, và khi mà các bạn để ngang lại á thì cây son này nó vô tình là nó sẽ dí và nó bị thất thoát ra một chút lượng son ra bên ngoài, làm cho cái cây son của mình nó bị chảy ra. Đó là cái điều mà mình không thích lắm. Còn bao nhiêu là mình thích hết, bởi vì mình đã xài cây son này từ hồi cuối năm lớp 10 tới tận bây giờ, thì các bạn có thể thấy là mình đã xài hầu như là gần hết các cái son này, chỉ còn một chút xíu thôi. Đó, thì đây là cây son đầu tiên mà mình giới thiệu với các bạn. Và ở trên showroom thì hình như là mình thấy đã không còn cái loại này rồi, nhưng mà các bạn yên tâm, nó cũng còn một cái loại nhỏ mua, nhưng mình nhớ là tầm 120 mấy đến 150 hay sao đó. Thì các bạn cũng có thể tìm mua cây son này ở các shop online. Ở những cái shop online thì nó sẽ bán cái cây son này rẻ hơn. Cây son thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn là một hãng của Natural Republic. Nó có hình dạng nhỏ hơn so với cái cây son đầu tiên mà mình vừa mới giới thiệu với các bạn. Và cái tông mình đang sử dụng là cái tông màu đỏ pha một chút màu cam. Mình khá là thích cái cây son này bởi vì nó có mùi trái cây rất là thơm, và nhỏ gọn vô cùng tiện lợi, và màu sắc thì lên môi rất là đẹp. Đây là chất son cũng như là khi mà mình đánh lên môi, các bạn thấy thế nào? Cây son thứ ba là cây son của Etude House, có ba màu: màu hồng, màu cam và màu đỏ. Thiết kế chai của nó rất là đẹp, dạng thanh dài cũng giống như là của Tawny Moly, nhưng nó được cách điệu hơn một chút, thật giống như là râu con lỏng vậy đó các bạn. Và nó rất là mới lạ, khác hoàn toàn so với hai cái dạng lỏng mà mình vừa giới thiệu. Mùi trái cây rất là thơm, mình rất là thích cái mùi này, rất là dễ thương. Và khi mà đánh lên môi á thì nó có vị hơi ngọt, rất là ngon, như là kẹo vậy. Trời sao ngon quá vậy trời. Rất là ngon, rất là dễ thương và rất là đẹp. Cái màu sắc của cây son này rất là tự nhiên, nhưng mà đánh ít thì nó không có lên nhiều giống như là cái dòng son Tawny Tint. Son Tawny Tint thì các bạn chỉ cần đánh một chút xíu là các bạn đã thấy nó lên màu rồi, bởi vì nó là dạng nước. Còn cái này là dạng thạch thì các bạn phải đánh khoảng, mình thấy mình đánh khoảng 2 lần thì nó mới lên đều màu hơn và đúng màu. Nhưng mà một cái điểm cộng rất lớn, còn khi mà đánh lên môi thì các bạn cảm giác như là mướt, rất là mềm, và không cần phải đánh lại dưỡng hay là bất cứ son gì hết, chỉ cần đánh cái này thôi là đủ rồi. Thì mình nghĩ là nếu các bạn thích cái son mà dưỡng nhiều hơn á, thì mình nghĩ các bạn nên mua cái son này, bởi vì nó vừa dưỡng cho các bạn nè, và màu sắc thì vô cùng tốt và rất là dễ thương và hợp túi tiền của sinh viên. Giá showroom của cái son này là khoảng 170.000, thì các bạn có thể đến showroom để thử màu cam, màu đỏ và cả màu này nữa nhé. Mình rất là hài lòng đối với ba cái dòng son này, từ kiểu dáng cũng như là chất lượng. Mình đã vừa review xong cho các bạn ba cái dòng son mà mình đang sử dụng. Mình hy vọng là qua cái video này các bạn có thể tìm được cho mình một cái loại son phù hợp cho các bạn để trang điểm tự nhiên. Cái link bên dưới để đến
tay của mình chơi. Ok, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.